Hello, xin chào tất cả 1255 anh em. Mình sẽ thông báo đến anh em là cái đồng tốc cần bet 1 đã trả về cho tất cả anh em vì mình cai xe chưa thành công. Link còn giải thấp dưới 5 mềm, mình có để dưới phần link mô tả đó anh em nào tải về chỉnh sửa về 18 20 nhân 720 nha tất cả anh em. Chỉnh độ phân giải thấp thôi nha anh em. Vì cái thằng này nó cai xe nó độ phân giải thấp, mình cai xe chưa thành công nha anh em, mình cai xe chưa thành công mà mình giới thiệu được những người bạn nè. Ảnh Sophia dưới 5 mê, mẹ ảnh thì mình có để dưới phần mô tả đó anh em. Rồi mình có thông báo gì mình chưa có cai xe thành công nên chưa có tiền, nay mình sẽ hướng dẫn anh em tham gia một cái kèo iRush. Ha. Em chờ chút. Anh em chờ chút nha, anh em nhớ like và subscribe ủng hộ mình cái nhà. Mình cảm ơn tất cả các anh em rất là nhiều. Chương trình iDrop nhận 7.000 tốc cần BTT. Đầu tiên thì cái tốc cần này anh em muốn lấy đâu thì anh em mới lấy bên chú qua liệt nha anh em cần chào. Rồi, đầu tiên thì anh em login, đăng ký một cái tài khoản anh em, login bằng thay Word. Rồi, cho phép. Anh em đăng ký một cái tài khoản rồi mình làm nhiệm vụ tốc cần này 6 ngày nữa là nó sẽ trả về cho tất cả anh em rồi. Rồi, đầu tiên thì còn 6 ngày nữa là sự kiện này nó sẽ trả tốc cần là 7, tương đương là 7 triệu tốc cần B để tặng cho các bạn nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì anh em theo dõi Peter trên Twitter của nó nè. Anh em theo dõi feed name, email, tết và mình không biết nữa. Mình lấy đại email này không biết chúng không nữa. Rồi, anh em bấm tiết kiệm. Rồi, vậy là mình được một nha tất cả anh em. Vậy là mình làm xong đó. Rồi tiếp theo theo dõi cộng với thầy Word chỉ làm nhiệm vụ có ít phút rồi anh em ơi. Rồi anh em bấm nút theo dõi. Chỉ một lần đi anh em, chạy chút nha để login qua thầy Word để mình làm nhiệm vụ anh em ơi. Rồi em nút theo dõi anh em. Rồi anh em tạo ra đi. Rồi anh em thoát ra lại nha. Rồi anh em thoát lại về lại nha. Rồi mình đã hoàn thành một nhiệm vụ nha anh em. Rồi nhiệm vụ thứ hai là theo dõi. Nãy sao kỳ anh em theo dõi rồi mà sao kỳ ta. Rồi anh em bấm nút tiếp tục. Rồi anh em bấm nút tiếp tục. Anh em theo dõi rồi mà số kỹ đó à, mình chưa theo dõi anh em, mình bấm theo dõi lại rồi thôi, mình cắt bỏ khúc này đi. Rồi anh em mình đã hoàn thành được hai bài dự thi anh em. Rồi anh em bấm giao tiếp làm tiếp tục nha, test với a cộng 2000. Rồi này giới thiệu bạn bè anh em, mình làm copy địa chỉ này giới thiệu bạn bè anh em Phan. Rồi trả lời câu hỏi nhận hai vé anh em, truy cập vào trên YouTube. Rồi mình truy cập vào. Mình truy cập vào mình bấm đăng ký anh em. Rồi anh em thoát ra lên anh em. Rồi anh em, nhiệm vụ thì mình làm từ từ với anh em. Giới thiệu cho các bạn bè nhập thêm là cộng 2, trả lời câu hỏi. Rồi qua mình trả lời câu hỏi. Tại sao bạn sử dụng BTRF để giao dịch? Im mẹ đi. Mình cũng không có biết luôn. Rồi anh em bấm nút tiếp tục. Bạn có hàng
Rồi vậy là xác nhận anh em. Rồi anh em bấm vào test với thầy Word thì làm theo yêu cầu của nó, test lại dưới tan và gắn thẻ mọi người bạn. Rồi mình gắn thẻ mọi người bạn vào anh em ơi, chỉ một lần nữa thôi. Rồi mình test anh em. Chết, quên gắn thẻ một người bạn vô nữa tờ. Rồi anh em, vậy là mình sau khi còn 6 ngày nữa nó sẽ thông báo gì cho tất cả anh em về thay quên anh em, nếu mà anh em nhận giải anh em. Rồi anh em muốn rút về cái đồng TT này rồi thì anh em cập nhật vào cái ví chút qua liệt anh em. Anh em bấm vô cộng nè. Anh em tìm kiếm anh em bấm chữ B T T. Anh em lấy ví này nè anh em. B T T C M nè. B T T. Rồi anh em cập nhật vào nha. Vậy video mình đến đây đã kết thúc, xin chúc anh em thật là may mắn anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em.